Trông là mày buồn cười nhỉ? Không muốn vậy. Mình cũng chưa có ai nữa em sinh đi thôi. Mình cũng chưa có thì kệ mình. Em bé chết con thỏ bên kia rồi. Không chết được, chưa chết được đâu. Chết làm sao được. Mấy giờ rồi nhỉ? Thôi em xuống live nhá. Bây giờ 5 giờ rồi, 6 giờ rồi, em phải có mặt ở trên kia rồi. Bây giờ live lại thì em báo nhá, chị Nhung nhá. Alo, chị Nhung rồi. Từ bây giờ lên chỗ em chưa biết được em học để em xem là em học sau rồi mấy mấy giờ em học xong. Có gì em bảo. Chắc là tầm 8-9 giờ gì đấy. Lâu vậy á, em cũng chưa biết được gì liệu mình cần yêu quá đi. Tại vì lên chuyện đấy họ cũng chưa biết là bao giờ về. Đưa mưa em gọi này cơ khiếp, em vừa like gọi này là cái máy em nó nổ luôn đấy, cái máy em đang nóng lắm rồi đây này, nó không nắp nó sùi nó nổ một phát bùng thì thôi. Vừa gắn giờ ở tường em không cố định giờ được bởi vì là cái công việc của em nó kiểu không không cố định ấy, nó không phải là làm giờ cố định như là nó kiểu như là sao nhỉ, một tên nó sao nhỉ, thôi mà chút đâu nữa một kia. Nói chung là bữa là lúc nào rảnh là em like hả. Bye bye mọi người nhé, bye bye mọi người.